chiều ngày 27 tháng 2, nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa bất chợt. Cơn mưa chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn và sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài nên không đủ làm dịu sự oi bức. Các chuyên gia khí tượng cho rằng đây có thể coi là một trong những trận mưa rào đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh từ sau Tết Nguyên Đán đến nay. Mưa bắt đầu xuất hiện từ khoảng 15 giờ tại quận 1, quận 3, quận 5, quận 7. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và ảnh định vị xét, đã ghi nhận có mây dông phát triển, gây mưa, mưa rào trên khu vực huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, thành phố Thủ Đức. Song, lượng mưa chỉ 2-5mm trong thời gian ngắn. Trong khi, chiều ngày 27 tháng 2, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cũng cảnh báo, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị xét và ảnh radar thời tiết cho thấy khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực tỉnh Đồng Tháp, giáp ranh tỉnh An Giang. Dự báo chiều và tối nay, khối mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông tại khu vực thành phố Long Xuyên và các huyện Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn. Sau đó, có khả năng lan sang khu vực lân cận. Nguyên nhân gây mưa trái mùa bất chợt ở thành phố Hồ Chí Minh là do ảnh hưởng nhiễu động của rìa khối không khí lạnh tại miền Bắc.